Hi, chào toàn thể anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nha. Hôm nay thì tôi quay trở lại đi rừng nhé mọi người. Đó, trận đấu này tôi lại đối đầu với Nakroth nha. Rồi, và nói trước cho mấy ông biết là trận đấu này gọi là gọi là siêu phẩm của tôi đấy. Nên là ông nào mà mới xem đầu game mà đã lướt đi rồi đừng có tiếc đấy nha. Rồi, nói trước cho biết luôn đấy. Rồi, bây giờ thì đó, thấy chưa? Ui, mình hắc não còn Violet nhưng mà bị tên bạn. Ui, con Toro làm gì vậy? Trời ơi. Ui, đồng đội ơi. Tại sao lại nhảy thẳng vào tên địch thế này? Trời ơi, ông đi fit cho ném nó đúng không? Ông bút bẩn đúng không? Đậu xanh. Trời ơi. Rồi, nói chung là có ông nào chơi gian và sợ nào đó đâu. Chứ tôi chơi gian đâu chả tôi sợ nào đó đâu. Tôi còn thích cái chơi nào đó hơn nữa cơ. Rồi, ok, còn bây giờ thì bỏ chuyện đó sau đi. Còn vấn đề bây giờ thì mấy ông hãy xem clip này tôi xử lý như thế nào nha. Rồi, ok, mọi người cùng theo dõi nha. Nhưng mà đó, nhưng mà nhớ thì ai chưa đăng ký kênh thì phải đăng ký kênh ủng hộ cho tôi nhé. Ok, cảm ơn anh em rất là nhiều. Rồi, bây giờ thì lấp lùng đây đợi con PC qua. Rồi, xong, bye bye, tạm biệt em. Rồi, ulti này, lướt chiêu 2 này, lướt này. Đó, mới rồi ăn được một mạng rồi nhá, khá lời nhá. Bây giờ thì đang có lợi thế về người thì đây mình sẽ ăn con rồng các người được rồi. Trước hết là phải né cái nối dây của con diều con zip các người. Chứ để có zip dây tí là mình đánh con rồng tem mình không hiểu tại nó cái nó bắn phát là úi rồi đau vãi nồi luôn đấy. Nè rồi xin ui không ăn được rồi mà không sao mọi người, không sao nói chung là mạng đó mình ăn được thì khá là lời thôi nhưng mà không ăn được thì thôi. Rồi, còn bây giờ thì về đường dưới farm lính mid rồi đi chuyển xuống đường con bùa red nha mọi người. Đó, khả năng thì tôi sẽ di chuyển vào con blue nha mọi người. Đấy, mình mid vào này, mid rồi, vô đây. Ừ đúng rồi, hay quá mid rồi. Đó. Rồi, ok, mọi người chuẩn bị nhìn nắc chết đó nè. Đó, bye bye. Rồi, ok, khỏi cho mày farm luôn. Nói chung là đối đầu với nắc thì mọi người phải qua ép rừng nó nhiều vào. Đó, ép rừng như tôi thôi là auto người có lợi thế luôn. Đấy, nói chung là thằng nắc nó bị chết là coi như là to như trận nó xong rồi đó. Rồi, bây giờ xuống xin luôn cái mạng của thằng top nha. Né này. Đó, né này. Rồi, ui né tiếp này. Ui, ông FB ông tham quá, cồi xong bổ chết luôn. Trời ơi, ông Huy ơi. Rồi lại ông hết máu rồi ông về, ông còn tham ông di chuyển lên nữa bổ đổi mạng luôn. Vãi trưởng thật. Trời ơi, thằng bạn tôi ý này chơi dở, chơi này chết dở rồi. Tham cho cô vô đang có lợi thế để nó ăn lại được mạng. Thôi nhưng không sao. Cái vấn đề là bây giờ là tôi sẽ cố gắng chỉ gọi mọi người cách ép thằng Nắc nha. Nói chung là thằng Nắc thì cứ qua ép con blue thôi. Mọi người biết rồi, con Nắc mong có blue thì nó phế thôi rồi luôn đấy. Rồi, bây giờ thì vô tiếp tục đi farm đó người. Tầm này thì tôi cứ farm thôi. Đó, còn bây giờ thì di chuyển về và ăn con blue nha. Trận này tem tôi có Chanel là tí nữa là phớ công chuyện lên bạn liền. Cứ bay vô thẳng cái bịch mà múa thôi. Rồi, bây giờ thì tem con blue tôi sắp hết rồi. Đó, còn tầm khoảng 20 giây nữa là blue của Nắc nó ra nhá. Để tí nữa tôi sẽ qua blue Nắc cướp tiếp nha mọi người. Đó, nói chung là cứ cướp thôi. Thằng Nắc mà qua cái là chết dở liền đấy. Này, đi theo tôi biết rồi, đi. Có blue. Đúng rồi, hay lắm biết đợi. Trời ơi, bạn tôi ơi. Đấy. Qua đây. Đúng rồi, qua đây. Chuẩn bị Nắc lên bảng tiếp nè. Nắc rồi nhưng mà đây. Ulti nào, trời ơi, tội Nắc chưa. Ui, tội Nắc chưa. Này, bắt này từ đã. Rồi, xong, xin luôn mạng của Beat nha mọi người. Đó, quá xanh, quá nguy hiểm. Đó, mọi người thấy tí chơi ép rừng lên bạn mà có đồng đội hiểu ý này, nó lợi thế không? Đó này là cứ cố gắng binh đồng đội vào cover nhé mọi người. Đó, nói chung là cứ một mình vẫn được thôi, nhưng mà có đồng đội thì con Nắc nó không chạy được. Đấy, còn gặp cả... Ui ôi, sẽ không có tướng cái này. Còn gặp cả Vera nữa thì thôi, có hồn gió rồi thôi, Nắc coi như là xong rồi đó. Đó, rồi, bây giờ dám vô không? Trời ơi, vừa hồi sinh. Nể luôn. Rồi, từ từ nhá, đứng đây nhá, đợi thằng AD lên cao chứ được nhá. Rồi, ok, phần này đánh được này. Ui, thằng zip giải rồi. Ui, không giết được zip rồi. Cái thế, nhưng mà hơi kẻ đi, giờ tôi qua tôi cướp bờ đói mọi người. Trời ơi, thằng zip giải chuẩn thế không biết. Rồi, bây giờ thì thôi xong biết rồi. Ôi, không được rồi mọi người ơi. Đây. Rồi, ok, chạy nhá mọi người. Ui, phần này chết rồi. Ây, chà, nhưng mà không sao. Đó, thằng mít ăn được mà đừng cho nó mạng được rồi. Nhưng mà con bò làm gì nó vào sâu quá chết luôn con bò rồi. Trời ơi ông bò ơi, ông vô sâu thế. Mình pha lóc mình đổi mạng chắc chắn rồi mà con bò còn vô nữa. Bò nãy giờ 2 pha rồi nha.
chát ở đây. Rồi, đấy, trận này có do nên là, mà thôi, trận này không cần do đâu. Đã, tôi đảm bảo trận này tôi gánh hết team rồi. Trời ơi, 6-1 thế này rồi, tên bạn chơi gì nữa. Rồi, bây giờ thì lên xin con blue thôi. Ê, đừng ăn blue của tôi nha, né né nha, ăn rồng đi. Rồi, bây giờ di chuyển lên và ăn mục tiêu ấy mọi người. Cố gắng bây giờ từ từ đợi xíu nha, đừng ăn bắn vội nha. Ui, ừ, hay quá, top ơi. Rồi, mít xuống cover cho rừng mình như kìa, cho top mình như kìa. Ờ, hay lắm, xuống cover đi. Rồi, tầm mẹ nó phế lắm, nó bây giờ chết mấy bạn liên tục rồi, nể luôn, rồi. Đấy, nhưng bạn coi như là xém chết thứ hai nữa kìa. Rồi, thằng á, chưa ăn blue nhá, rồi, lượng con blue ra xong rồi tính mọi người ơi. Làm gì làm phải lượm blue trước, còn đem đánh nhau kẻ đi, tí xuống sau. Nó bắt cầu nó chạy được cái là nó lại xuống, nó lại farm được thì ôi chết dở liền. Rồi, thằng nào máu cũng giấy này, qua đây này. Đây, ulti này, chém này, chết nắp tiếp nhá. Rồi, bỏ luôn, nè, giết luôn thằng top nhá mọi người, double kill cho mình, rồi. Đây, ulti này, rồi, Zimmer, ui khả năng phải này mình chết rồi mọi người. Không sao nhưng mà ăn được triple kill. Rồi, tới công chuyện liền, tôi sắp lên cấp 12 rồi mấy ông ơi. Đó, tí nữa tôi sẽ cho ông biết là tôi sẽ múa nhìn hoa mắt cỡ nào nha. Đấy, trận này gọi là đúng kiểu múa gian múa lửa luôn đấy. Nên là ông mấy ông phải cố gắng xem hết clip của tôi nghe chưa. Đó, đừng để phí mất cái clip siêu phẩm của tôi ấy. Lâu tôi mới có trận múa bờ rồ vãi nồi luôn đấy. Mà mấy ông còn làm thế thì tôi buồn chết luôn đấy. Nên là ông nào coi đây rồi phải cố gắng coi hết clip của tôi nghe chưa. Rồi, ok. Cảm ơn anh em rất là nhiều nha. Để xem trận đấu này tôi ăn được bao nhiêu kill nhé mọi người. Đó, tầm này 7-8 phút tôi được 9 mạng rồi. Để xem hết kết thúc trận đấu tôi sẽ giết được bao nhiêu mạng nha. Rồi, ok, bây giờ thì mới để thằng nắc xong, nắc rồi ta. Nắc rồi, khả năng đang ăn, nó đang nắp bụi. Đấy. Rồi, xong, bye bye. Ui, mày khôn đấy, đúng là bên nắc khác, trận này bên nắc mọi người. Bên nắc á, trận này nhìn biết là bên nắc rồi. Rồi. Chạy động, mày chạy động, ui, băng xương chạy kiểu gì. Chạy nhanh thế. Trời ơi, nắc ơi, tội nắc quá rồi, xong giết qua đây nhé mọi người. Né, đó, thấy chưa. Thấy tôi né cái triệu, rồi, xong, bổ này, chém thượng này, lướt chỗ hai này, bạn này giết qua đây này, rồi, lướt ra ngoài này mọi người. Đó, xử lý tinh tế chưa, trời ơi, pha này 10 điểm chứ còn gì, trời ơi. Đó, ông nào mà bảo pha này không hay đi, không like tôi đi, giận luôn đấy. Pha mày xử lý tinh tế thế còn gì. Rồi, đấy, kia mày tôi né chiêu 2, né chiêu hất tung của con Kishi đấy. Mày, ông nào để ý thấy con Kishi dùng chiêu 2 hụt chưa. Rồi, còn bây giờ thì đợi nắc ơi, đây nhá. Này rồi, xong nắc ơi. Ui, ừ hay quá. Chết tiếp rồi, có thôi xong rồi, chết Veda rồi. Ê, Veda, ui né nè. Nè, chiêu 2 nước nè, chém thường này, bổ này, trời ơi, ghê chưa. Đó, chơi gian là phải né nghệ như vậy nhá mọi người. Rồi, bây giờ thì đây, từ nha, phải tôi hết máu rồi. Từ đợi qua đây lên nhá mọi người. Từ nha, ui, tem chết bà rồi, còn mỗi tôi với cả Chanel thế này. Thôi bỏ nhá mọi người, tầm này tôi không dám ra đâu. Nấp đây thôi, thằng nào đi bổ đây mới đánh thôi chứ. Mà đi thẳng mặt ta là con DC sốc tam chết đấy mọi người. Từ nhá, bình tĩnh, lui đi Chanel ơi. Lui đi, trời ơi, còn nháy nữa. Bỏ đi. Từ cover cho Chanel về nhé mọi người. Rồi, lui đi. Rồi, thấy ăn 11 mạng rồi. 11 hỗ trợ 7, trời ơi. Rồi, bây giờ thì ăn con rồng và về ăn blue nhé mọi người. Đó, cố gắng ăn mục tiêu nhiều vào. Đó, ăn mục tiêu liên tục vào. Đừng bỏ sót một con mục tiêu nào, bất kỳ luôn. Bỏ, không được bỏ nhé mọi người. Cố gắng ăn mục tiêu, ăn được phải ăn nhá. Rồi, còn đi top thì đừng ăn nhé mọi người. Đi top thì không có con rồng thì còn ăn thôi chứ. Ý là không có giết một con rồng hoặc con tà thần nhỏ thì còn ăn thôi. Chứ mà mấy ông mà đi top mà mấy ông đang có bùa tà thần hoặc bùa rồng mà mấy ông ăn con tà thần là coi như là đánh mãi mới chết đấy. Từ nào, bó ơi, đợi tôi ăn blue thôi, tôi lên đánh nhau này. Rồi, đây, nắc ơi, rồi xong, nắc chết tiếp. Ui, trắng lâu dậy rồi, bổ mày này, lướt chú hai này rồi. Đâu. Ôi ôi, hên quá, né được. Chém thì chết. Rồi, bây giờ thì qua bổ này rồi. Rồi thôi, lùi nhé mọi người. Con nắc, lùi. Ở lại nhây cái con nắc nó vào, nó chém chết đấy. Rồi, bây giờ thì biến về nhé mọi người. Vui thôi, đừng có vui quá, tí sát đào buồn lắm đấy.
Rồi, bây giờ thì qua Phạm ơi, tầm này thì tôi quá xanh rồi. Rồi, mà cố gắng phải lấy được cái trụ mega đó mọi người. Không lấy được cái trụ mega là khó chơi lắm nhá. Tên bạn tầm này cũng đang cố gắng ôm về lết đấy mọi người. Nhưng mà không sao, đối với con gian này mà gặp Violet thì không sợ lắm đâu mọi người ơi. Gặp con Ron thì may còn sợ thôi, bởi vì Violet nó không có chiêu nào mà không chế cho con Ron đấy mọi người. Kiểu con Ron nhiều lúc mình bay vào nó hất đẩy ra phát là coi như nó ao nhây dễ lắm mọi người ơi. Nên là gặp Violet thì cho lúc về cuối game thì cũng easy thôi. Chủ yếu là mọi người cố gắng đợi con Kishi nó mất chiêu 2 là mọi người mới đánh nha. Chứ mà bay vào mà để nó tung một phát thôi là ăn nguyên một combo con Kishi là coi như là mọi người trắng cái máu đấy. Rồi, bây giờ thì di chuyển qua của bị combat tem nha mọi người. Khả năng khả năng tem combat đây 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 đây. Rồi rồi rồi. Pha này tôi lại có góc để tôi bay vào rồi mọi người ơi. Hả? Mà tôi bắt con Violet chứ nha mọi người. Kiểu gì bắt con Violet nha. Rồi, ok, chém xin mạng nhẹ cái mạng này. Rồi, bỏ này. Bỏ. Ui, ui, đau chưa? Mày đi đâu, mày chạy đâu? Rồi, xin nha, triple kill nhẹ nhàng. Rồi, ok, pha này thì qua đẩy lấy trụ mega thôi. Không biết quy được không nhỉ? Tên bạn còn thằng top, không biết quy được không ta? Khả năng tôi sẽ lấy được hai trụ mega đó. Rồi, lấy cái nội tại này. Ui, chưa win được rồi mọi người ơi. Không win được rồi, thôi lấy hai trụ mega thôi mọi người. Rồi. Ê, bó ơi, từ từ bó ơi. Ui, da, đầu nha. Đây, đây, lính này, lính vô này, lính vô này. Chém, chém, chém trụ, chém trụ, chém trụ, chém trụ, chém trụ, chém trụ. Ai ai ai, chụp ăn đau quá. Rồi thôi, chém trụ. Ui, chết bà thôi, lính nước rồi. Thôi xong rồi, pha này khả năng chết rồi. Ui, hết chiêu rồi. Ui, hèn quá vẫn chạy được. Trời ơi, xui vậy, mấy lính nước phục, lính đã bóp vãi nổi ra. Cay thế không biết, để pha kia tôi vào. Ui, 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 nè, chém này. Thôi xong rồi, pha này tôi chạy không được rồi. Trời ơi, xui quá. Không win được, con lính nó bóp phải nổi ra. Cái pha kia tôi vào trụ sớm có mọi người, vào trụ sớm nó bắn đau có thổi lui ra ngoài, lui ra phát là hết lính luôn, không win được. Cày thế, chán thật. Ui, ông AD, ông AD, từ từ từ, tem nó có hai đứa đấy. Ui rồi, ôi rồi xong rồi con zip rồi. Ui, không giết con zip kìa. Chạy đi, ui AD sống không? Ừ, hay quá, tem ơi, hên là sốc kịp không AD không chết đấy. Khó, con John tầm này có đồ rồi nên là tem mình cũng không sợ lắm đâu. Trời ơi, pha nó xui quá nhưng mà không sao. Ui rồi, mít ơi, tem nó dồn cái bắn chết kìa. Ê, hay kìa. Hay, trời ơi, AD pha này 10 điểm. Rồi, ok. Tôi chuẩn bị hồi sinh rồi. Trời ơi, vẫn cay ghê thế, vẫn chưa win được mà thôi không sao. Nói chung trận đấu dài dài xíu thì may ra còn có highlight nhiều hơn cho anh em xem chứ đúng không? Nó chứ kết thúc sớm quá thì nó lại không hay. Thơ, đấy, ăn 14 kill rồi để tôi cố gắng làm 20 mạng ván này đi cho nó đẹp. Kìa. Trời ơi, nhìn AD nó sấy kìa. Trời ơi, nắc ơi, nắc. Bay vô cấu máu chi đấy, cuối cùng bị John sấy cho cái chết luôn. Trời ơi, John ơi là John. À, đúng là con John quá mạnh mà. Đấy. Nhưng mà mọi người muốn bắt được con John, mọi người phải cố gắng chơi những cái con tướng rồi rồi qua đây cover John nhé mọi người. Chết AD không? Ui, AD vẫn chết mọi người ơi, nhưng mà không sao, giết AD này. Rồi, chém này. Ui, vẫn chạy được à? Từ từ, tôi lui nhẹ cái nha mọi người. Từ từ, lui nhẹ cái nha. Đây, để chú lướt nha, để chú lướt nha, để chú lướt nha. Rồi 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 đấy này, rồi xong né được. Úi, lại tốc biến nữa à, cay thế, bọn mày lắm tốc biến ấy. Rồi 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 xong, AD ham mà chết nha ơi. Rồi rồi, qua đây giết con Kishi nhé mọi người. Đấy, bể trụ này, chém này, giết hai này. Rồi, chạy đi đâu, chạy đi đâu, chạy đi đâu. Ôi trời ơi, ok, khả năng chuyện đó là win ở đây rồi. Cảm ơn anh em đã coi clip nha, nếu thấy hay nhớ cho tôi xin một like ủng hộ kênh mình nha. Ok, bye anh em, anh em clip sau nha. Ok, bye, yêu cả nhà nhiều, nhớ like và subscribe kênh cho tôi nha. Trận đấu này hay thế mà anh em không like cho tôi nữa, tôi buồn lắm luôn đấy. Ok, bye anh em.